Hello, hello, đồ gỗ Công Nhung 3 Đồng Kỵ đã xin kính chào các bác và cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc. Buổi chiều hôm nay đồ gỗ Công Nhung xin giới thiệu chiếc giường gỗ hương đá hàng liền khối đấy ạ. Hàng liền khối đục tay thủ công. Và chiếc giường này có chiều rộng trong lòng là rộng 2m, dài 2m2. Toàn bộ phần đầu giường là hàng liền khối và đuôi giường cũng là hàng liền khối, dày 10 phân. Hai bên thành giường, hai bên gọi là vai giường đấy ạ, là dày 5 phân. Và toàn bộ giát là giát phản ạ, giát phản ạ. Sau đây đầu gỗ Công Nhung 3 sẽ đi vào đường nét sâu sát chi tiết giới thiệu sản phẩm này. Kính mời các bác và cô chú quý chị cùng tham quan. Đầu tiên là phần đầu giường ạ. Tất cả là đục tay thủ công, cực kỳ kênh bong, sắc nét, thực tế đấy. Các bác tham quan thực tế đấy ạ. Đồng đều vân, đồng đều màu. Và chiếc giường đục mẫu hoa hồng, hàng liền khối đục tay thủ công. Sở đồ gỗ Công Nhung 3 có địa chỉ tại làng nghề Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh và có cơ sở Tuyên Quang tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Kính mời các bác và cô chú quý anh chị bớt chút thời gian một ngày gần nhất về tham quan thực tế, mục sở thị và đặt hàng. Ngoài ra thì các bác không đến được thì bác sẽ gọi video thì Công Nhung sẽ gửi qua Zalo, Facebook để các bác có thể tham quan tất cả chi tiết sản phẩm. Sau khi ưng ý thì các bác có thể đặt, Công Nhung vẫn vận chuyển lắp đặt tận nhà. Các bác kiểm tra hàng đầy đủ, đảm bảo chất lượng thì mới phải thanh toán. Ở đây, thực tế là chiếc giường hàng liền khối các bác nhé. Liền khối gỗ hương đá rộng 2m, dài 2m2. Hàng này đã được hoàn thiện xong, cực kỳ đẳng cấp đấy ạ. Mọi chi tiết tư vấn đặt hàng, kính mời các bác và cô chú quý anh chị liên hệ trực tiếp đến đồ gỗ Công Nhung. Theo hai số điện thoại là 0916 912 888 hoặc 0988 986 601. Đồ gỗ Công Nhung trực tiếp tại làng nghề Đồng Kỵ và đồ gỗ Công Nhung 2 trực tiếp tại thành phố Tuyên Quang. Đây, ngay bên cạnh các bác đây là hai chiếc giường mẫu hàng liền khối đấy ạ. Và mẫu này gọi là mẫu giường xoài đấy ạ. Và đục kiểu hạt xoài các bác nhá. Đây ạ. Mà toàn bộ hàng liền khối, đấy ạ. Có kích thước là rộng 1m8, dài 2m trong lòng. Sử dụng trong lòng đấy ạ. Toàn bộ đầu giường cũng dày 10 phân, thành giường cũng dày 5 phân. Đấy, trong gian trưng bày Công Nhung có rất nhiều. Đấy, ngoài giường thì còn bàn ghế, kệ tivi, đồng hồ lục bình, hoành phi câu đối, sập ngồi, sập thờ, thủ thờ. Đây, những bộ bàn ăn gỗ mun hoa đấy ạ. Và rất nhiều sản phẩm để các bác và cô chú anh chị khi đến tham quan mình sẽ được thoải mái lựa chọn mục sở thị. Đấy, ngoài những sản phẩm hàng mộc có sẵn thì các bác có thể ưng ý sản phẩm, mình sẽ ký nhận vào đáy của sản phẩm. Sau đó đồ gỗ Công Nhung sẽ hoàn thiện để bàn giao. Còn các bác có thể đến Công Nhung sẽ yêu cầu đặt hàng, Công Nhung sẽ làm theo tất cả các mẫu mã kích thước theo yêu cầu để cho phù hợp với không gian của từng gia đình của các bác và cô chú anh chị. Đấy, rất nhiều những sản phẩm đẹp ạ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các bác và cô chú anh chị đã bớt chút thời gian để tham quan. Rất mong một ngày gần nhất được đón tiếp các bác và cô chú anh chị về tham quan thực tế. Ở đây Công Nhung giới thiệu là sở đồ gỗ Công Nhung, cơ sở 3 tại Đồng Kỵ, là đối diện với trường thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh. Ở đây ạ, đây là quang cảnh bên ngoài đấy ạ. Ở bên ngoài đồ gỗ Công Nhung 3 đấy ạ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các bác và cô chú anh chị đã dành thời gian để tham quan sản phẩm. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video giới thiệu.